xong nó tắt kéo lại xấu. Ôi. Cứ giữ nó thế thôi, cứ đừng lạ. Quấy đầu cần. Cá đôi cả người. Đâu bắt trừ tiêu. Con cá khủng đấy. Kéo chết đuối với cá. Kéo gần con cần kéo. Cần cầm không? Ông hớt. Còn lâu nó mới lên. Con này khoảng mấy cân không? Con này được bữa. Ôi, nó tới tầm này. Đúng là câu bằng cái cần bé, con vừa kéo. Này không biết bơi thì chết đuối luôn. Sâu nước thế cơ mà. Câu trưởng Trung Quốc này. Cá kia đây. Cho mấy kính nhá. Con này, cái con cá mất cái kính mấy trăm nghìn. Bút bút bút, dòng không đi đằng kia nó mất. Vắt đầu cân nó vào trong này nó cuốn vào là nó. Kéo cả người đi. Cuốn vào mất luôn. Nó khôn đấy nhá. Nó khôn nó cứ chui ở trong đấy nhá. Nó biết có chỗ nóng. Vào búi rồi. Cái cỏ này dài lắm nhá. Cỏ. Dạ kìa. Bằng nước ấy thì mới lúc ấy mới chúc được nó, còn thôi cái dịch bệnh này ông ở nhà mà vắt cá mà ăn dầm tức là nó không chịu, chưa chịu thôi. Đang làm cái trạm tổ tướng vậy. Quá vừa bảo thằng Kiên bảo mày cho anh đi mua xăng cái kia đây, nó bảo thế bác được can em xăng em mua rồi chứ không có ra nó phải chết nhanh. Nó nhưng mà Phú Thọ đi hướng về xuôi thôi, còn hướng về Bái nó có làm đâu. Vào thì thoải mái. Ui nó cày ghê không nhỉ. Bây giờ em về thì chắc được gì nhỉ. Anh Ninh à, chú về thoải mái. Anh Ninh à, bây giờ ra nó ra đủ xăng. À chú ra là nó bắt te đấy. Mắc à? Ừ. Mắc à? Vào thoải mái. Ở ngoài vào trong cái bãi này sao? Bây giờ xong rồi, bây giờ nó làm tét ra cơ. Sáng nó bắt tét đâu. Mắc thì cày ghê kìa. Ờ, chạy ra rồi. Ra rồi. Nó mắc cái gì ạ? Như là kiểu nó quấn vào cỏ nó mắc. Chà nó cỏ gì ạ? Đấy. Không bành như được gì ạ? Này phải cần ấy kia thì bành lên ngay. Chà nó mắc vào cái tàu chuối chìm ấy không? Ừ, thế này là nó không chạy. Bành, cần lục là bành ấy. Ra rồi, ra. Ôi, nó cày đầu to lắm. Ôi, to đúng. Ôi, khủng lắm à. Ôi. Nó bớt. Ông kia cầm ở đấy giúp đấy. Để im để xem nó ra khỏi cái. Ra rồi không ạ? Nó cày bùn đấy. Đừng cầm bùn, đừng cầm tay vào đấy. Cầm tay đến mất ăn đấy. Mất ăn luôn. Cầm tay vào cước là mất ăn. Cày bùn nó quấn vào cái gốc gì á. Đâu, nãy là nó chạy nó cắm đầu bùn. Nó cắm đầu bùn đấy. Cày. Kinh thật đấy cày. Cầm nhẹ nhàng thôi, không làm thịt cái là mất ăn. Đấy, chú đừng căng thế mất. Tùng hôm nọ tiếng đồng hồ bắt được. Này với ông có tí xem thôi. Nhìn được, không được. Xúc vào đâu. Nó phải nổi lên. Đang đi câu đang xem câu cá. Ông trưởng đang câu con chế phi không 13-14 cân. Ông nhảy cả trứng đây này. Nhảy cả ngao đây. Này trên... Chưa lên được. Ngao cho ông ơi. Cứ cho hở một chút. Nó dòng tiếng đồng hồ chưa bắt được. Từ từ nhá. Từ từ. Chưa lên được. Đây. Đừng căng khỏe lắm. Đừng căng, không lên được. Căng đấy đứt không ạ? Đừng có ghi cái giấy đấy. Không. Phải thả đấy. Vừa thôi. Nới xong rồi mềm. Ấy, kéo đây. Thả ngay không là hỏng ăn. Mềm nắn nắn buông. Con này đang dự tính khoảng tầm 14 cân mà. Ghê không? Kéo ghê không? Hả? Này con cân này cũng khỏe đấy nhỉ. Cửa... Lại chú buồn rồi. Thả thắm đen ăn hết. Chưa béo còn nào. Thả cũng bình tĩnh. Chưa bắt được đâu. Không phải chơi là ai. Không phải chơi là ai. Được, không được. Không được, con này cái này bé quá. Xúc đi. Con này không phải chết. Con này không phải chết à? Con gì đâu? Khéo. Con này là con gì? Con này con chê lai. Chê lai. Chê à? Úi dồi, chê gì mà to này? Chê lai. Chê lai. Không phải nheo. Con này con Tuấn Dần đấy.
Con này chì lai. Con này hoa này không phải đâu. Chì lai. Con này chì lai. Chì lai. Hoa cái gì? Con nheo ở đuôi nó mỏng téo. Chì lai chứ. Ủa thở như trâu á. Chì lai. Ủa mẹ ơi to. Thế này nó đấy, thôi thì con tùng nó dài đúng 1m. Thế con. Nhấp cân ra nè. Chú Quỳnh cầm dâu lên. Con này chắc 3 cân. À, 3 cân.